Xin chào mọi người. Mình đang đi ngoài đường thì phát hiện ra có một cây lê quá rất là nhiều ngay cạnh bến xe buýt các bạn ạ. Đây, bao nhiêu là trái này. Trời đang sắp mưa rồi. Mà đứng quay xem đồng chí nữa, đang còn mưa nhỏ. Đấy. Đấy, trái lê này. Bao nhiêu là trái luôn. Wow. Đấy, mọi người nhìn thấy xuống không? Đang đợi xe buýt đến. Trong lúc đợi xe buýt thì mình quay cây lê này ngay bến xe buýt. Bao nhiêu là trái luôn các bạn. Đấy. Đây. Đấy, quả lê. Quả lê này còn nhỏ, chưa to lắm. Nhưng mà ít hôm nữa nó to lên, mình quay phim cho các bạn xem tiếp. Mọi người thích thì like, chia sẻ và đăng ký subscribe kênh nhé. Cảm ơn mọi người.